Mức chi cho người hiến máu tình nguyện không lấy tiền được quy định tại khoản 4, điều 4, thông tư 15 năm 2013 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, cụ thể như sau. Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau. Một đơn vị máu thể tích 250ml, 100.000 đồng. Một đơn vị máu thể tích 350ml, 150.000 đồng. Một đơn vị máu thể tích 450ml, 180.000 đồng. Người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau. Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400ml, 150.000 đồng. Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500ml, 200.000 đồng. Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650ml, 250.000 đồng. Chi hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện, mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng mỗi người một lần hiến máu.